Om Namaskaya, chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn ở trong video này. Và trong video ngày hôm nay thì theo như nguyện vọng của rất là nhiều các học viên gửi tới Nguyễn Hiếu rằng là họ bị đau lưng á, đau cái phần lưng dưới này này, rồi đau cái phần vai do cái quá trình vận động cũng như là trong cái quá trình làm việc mà bị tổn thương xương sống. Và trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những cái động tác để mà chúng ta xử lý cái cơn đau nhanh và phục hồi cho những đốt sống của các bạn được sắp xếp và ổn định trở lại, phòng và chữa các cái chứng bệnh về đau phần lưng dưới cũng như là đau nhức mỏi vai gáy. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luyện tập với Nguyễn Hiếu. Đầu tiên, bạn hãy điều chỉnh được tư thế con mèo, chống đầu gối, duỗi mũi chân, đầu gối mở rộng bằng vai, hai tay chống bằng vai, cổ tay thẳng vai nhé. Chúng ta bắt đầu hít vào, bạn từ từ võng lưng này, ngở mặt, nâng cái cằm lên, thở ra. Chúng ta quay cái xương cụt của chúng ta vào trong, thế gù cao phần lưng trên lên, cúi đầu xuống, đầu ở giữa hai tay. Hai, hít lại từ xương cột mình đẩy lên, võng lưng, ngở mặt. Chúng ta tập từ 5 cho đến 10 lần. Trong video này Nguyễn Hiếu hướng dẫn bạn 5 lần nha. Rồi thở từ xương cụt thu lại, cong gù lưng, cúi đầu ở giữa hai tay. 3, hít vào, võng lưng, ngẩng mặt, nâng cằm lên. Thở, cong gù lưng lên. Gù lên, đúng rồi, cúi đầu xuống, đầu ở giữa hai tay. 4, hít vào, đẩy xương cụt lên, võng lưng, vươn ngực. Thở ra, cong gù lưng cao lên, hóp siết chặt bụng, cúi đầu xuống. Từ từ hít vào, thận chậm rãi đưa cơ thể về vị trí ban đầu, duỗi thẳng chân của bên trái, vươn tay phải, hít lên, thở, hạ xuống. 2, hít lên, thở, hạ xuống. 3, hít lên, thở, hạ xuống. 4, hít lên, thở, hạ xuống. 5, hít lên, giữ ở đây. 5, 4, gồng chắc bụng và lưng bạn nha. 3, 2, và 1, từ từ thở ra, hạ xuống, thu tay về vị trí ban đầu, thu chân trở lại, chúng ta đổi bên. Duỗi cái tay của bên trái, duỗi chân phải, hít đá chân phải lên, vươn tay trái, thở hạ xuống. 2, hít lên, thở hạ, mắt hướng nhìn phía trước. 3, hít lên, thở hạ. 4, hít lên, thở hạ. Và 5, hít lên, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ chân, hạ tay xuống. Rồi thu tay, thu chân trở về vị trí ban đầu. Từ từ hít vào, gù cao lưng lên, gù cao lưng lên. Thở ra, thả lỏng. 2, hít, gù cao lưng lên. Thở ra, thả lỏng. 3, hít vào, thở ra. Sau đó, hít vào thật sâu, thở ra, trùng khuỷu tay này, hạ ngược xuống giữa hai tay của bạn nha. Hạ ngược xuống, đúng rồi. Rồi từ từ chống mũi chân, hạ bụng, hạ đùi xuống, duỗi thẳng hai chân. Thế, hít vào, nâng hai chân lên, nâng vươn tay của bên trái lên. Thở ra, hạ xuống, đầu ngóc giữ nguyên. Hai, hít hai chân lên, tay phải lên, mắt nhìn thẳng. Thở ra, hạ xuống. 3, hít hai chân lên, vươn tay trái lên. Thở ra, hạ xuống. 4, hít hai chân lên, vươn tay phải lên. Thở ra, hạ xuống, hạ trán xuống. Từ từ hít vào, bạn nâng hai chân lên. Lần này chúng ta vươn thẳng hai tay lên, hướng mắt nhìn về phía trước, giữ 10 giây. 10, 9, trong khi giữ chúng ta hít thở bình thường nhé. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 và 1, thở ra, hạ chân xuống, thả lỏng phần lưng, thả lỏng vai, hít thở đều, điều hòa hơi thở, hít sâu, thở chậm. Rồi từ từ ngửa lòng bàn chân, hai tay chống ngang vai, hạ trán này, hít, nhấc đầu lên một góc 45 độ so với mặt sàn, hai khuỷu tay ép sát thân, không khuỳnh sang hai bên, mình ép này, đúng rồi, thở ra 5 lần, hai hít lên, thở. Khi thở ra nhớ xả sạch khí ở trong cơ thể bạn. 3 hít lên. Cái tay của bạn chỉ như là đang chạm nhẹ xuống dưới sàn thôi. Thở ra. 4 hít lên. Thở. Và 5 hít lên. Giữ ở đây, hít thở bình thường. Là bạn hít thở đều đó. 5 4 3 2 và 1, thở ra, hạ cơ thể xuống, đan hai tay lại làm gối. Thả lỏng điều hòa hơi thở, hít vào. Thở ra. Hít vào thật sâu. Và thở ra từ từ, rồi nhẹ nhàng chống hai tay ngang vai. Chống đầu gối, nâng cơ thể lên. Co chân trở về tư thế chuẩn bị của con mèo. Duỗi mũi chân nhẹ, từ từ xoay về trước, hít thở bình thường nha. 1 2 xoay có phải. 3 4 rất dễ chịu được xương sống. 5 sau đó bạn mới xoay ngược lại. 5 4 3 2 và 1. Thế đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, hít vào. Thở ra. Đẩy mông lên. Bụng sát về phía đùi của bạn, thở ra. Từ từ hít vào. Hạ cơ thể xuống, thở ra. Trùng gối nhé, kéo giãn dài lưng, bụng sát về đùi này. Đó, hít vào. Thở ra. Thêm 2 nhịp nữa, hít. Thở. Nhịp cuối cùng, hít vào. Thở ra. Giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào thật sâu. Và thở ra từ từ. 5 4 3 2 và 1, từ từ hít vào. Đẩy cơ thể về trước, hạ gối, thở ra. Lùi mông ra sau. Hạ trán xuống, thả lỏng tay vào vai. Điều hòa hơi thở, hít vào. Thở ra. Hít vào thật sâu. Thở ra. Từ từ hít vào. Cong lưng và sút từng đốt sống lên. Đầu lên sau cùng, nâng thẳng cơ thể lên. Như vậy là bài tập để mà phòng ngừa cũng như là giảm đau lưng cho cái vùng thắt lưng dưới cũng như là vùng vai gáy của chúng ta đã kết thúc rồi. Và nếu như bạn đang có triệu chứng đau lưng dưới hoặc là đau nhức mỏi ở phần lưng trên, phần vai, phần cổ thì hãy tập bài tập này từ 3 cho đến 5 lần ha. Tức là tập xong một bài rồi xong lại tiếp tục tập lại lần nữa 5 lần như vậy để chúng ta phục hồi được nhanh chóng và giảm đau nhanh chóng các bạn nhé. Nguyễn Hiếu cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và cảm ơn các bạn đã giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ bài tập này tới bạn bè xung quanh của chúng ta để tất cả chúng ta có được những phương pháp luyện tập phục hồi sức khỏe ngay tại nhà, phục hồi xương sống ngay tại nhà một cách hoàn toàn tự nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Om Namaste.